Vâng, xin chào quý chị. Em Huy đến từ đơn vị giặt là sấy cộng. Em chuyên tư vấn và hỗ trợ anh chị về những cái mô hình tiệm giặt sấy công nghiệp. Ngoài vấn đề đó là lắp đặt, hỗ trợ cho anh chị về những cái mô hình, tư vấn những cái giải pháp đầu tư phù hợp, thì em còn hỗ trợ hướng dẫn về những quy trình chuyên môn trong ngành giặt sấy công nghiệp. Vậy thì ngoài những cái vấn đề liên quan đến về thiết bị máy ra, thì em chia sẻ với mọi người một cái vấn đề, đó là anh chị khi mà lắp đặt về thiết bị giặt sấy công nghiệp hoặc khi đấu điện về dùng dòng điện 3 pha, lưu ý cho em đó là cách đấu dây nhá. Bởi vì thời gian qua em đi rất là nhiều những công trình, những anh chị mà đã đầu tư những hệ thống máy cũ hoặc những mô hình mà đã đấu điện trước rồi ấy, thì anh chị rất là sơ sài trong vấn đề đó là nguyên tắc và xử lý đấu điện an toàn. Đấy, anh chị lưu ý cho em. Đó, đây là dây điện 3 pha. Đây là dây 3 x 10 cộng 1 x 6. Thì với cái dòng thiết bị này ấy, thì đó là sử dụng nguồn điện 3 pha, nó phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người vận hành và trong quá trình sử dụng. Đó, vậy thì khi mà anh chị đấu điện thì anh chị lưu ý cho em là nếu như chúng ta không quấn cái băng keo cách điện một thời gian, đó là dây chạy và sinh nhiệt sẽ bị nứt, kể cả ở ngoài cột điện 3 pha, cột điện đầu nguồn kéo vào cũng thế. Lý do đó là tại sao mà khi trời mưa xuống ấy, chúng ta đến gần cột điện hoặc chúng ta sờ vào bị truyền điện và bị nhiễm điện, chúng ta cảm giác nó tê và nó bị rò rỉ điện năng. Đó là những cái khớp này ngoài trời và trong quá trình chạy nhiều á, là dây sẽ bị nóng và bị nứt hết anh chị nhá. Đấy, vậy thì tương tự như trong nhà thế thôi, anh chị sử dụng cái hệ thống nguồn điện 3 pha, khi mà chúng ta sử dụng nhiều thì hệ thống dây nó sẽ bị nứt. Đấy, và anh chị cần phải bọc thêm cho em một cái lớp đó là băng keo cách điện đảm bảo anh chị nhá. Tiếp theo đó là về vấn đề đấu điện an toàn, thì anh chị cùng quay vào đây anh chị nhá. Hôm nay thì em đang là lắp đặt một cái thiết bị giặt sấy công nghiệp, đó là máy giặt 20kg và máy sấy 25kg tại đơn vị đó là Đại Từ Thái Nguyên. Đây, anh chị có thể tham khảo vào trong này. Em quay trực tiếp vào đây để anh chị thấy được. Ở đây, đó là cầu đấu của dòng điện 3 pha, cái dây cấp nguồn mà cho máy sấy này. Anh chị lưu ý cho em đó là nếu như mà chúng ta để bo tròn ấy, khi chúng ta nín thì cái bề mặt tiếp xúc của hệ thống thít và dây điện ấy, nó chỉ tiếp xúc cái bề mặt tròn này thôi. Đấy, và chúng ta không để ý thì chạy một thời gian là nó sẽ bị nóng. Nhưng nếu mà chúng ta dàn đều cái sợi dây đồng ra mà chúng ta ép vào được thì cái bề mặt tiếp xúc trên diện rộng thì nó sẽ đảm bảo chặt và đảm bảo an toàn anh chị nhá. Đấy, và anh chị lưu ý cho em đó là khi sử dụng thì chúng ta lên quần băng keo cách điện như này, và cái dây này đó là dây mát thì chúng ta không cần thiết anh chị nhá. Đấy, vậy thì nếu như anh chị mà đang quan tâm hoặc là tìm hiểu tới những cái mô hình đầu tư tương tự như hệ thống tại đây, thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới hotline của em, hoặc là để lại những cái comment video đấy ở dưới cái bình luận, thì em sẽ cố gắng truyền tải thành những cái video tốt nhất, tiện ích nhất và anh chị dễ hiểu nhất, để anh chị có thể hình dung một cái nhìn khách quan nhất về ngành giặt sấy công nghiệp. Video ngày này là gửi tới một anh khách hàng khi mà đã comment tới những cái bình luận video của em, đó là hướng dẫn cũng như là chia sẻ về cách đấu điện nguồn điện 3 pha cho an toàn đối với dòng sử dụng cho hệ thống máy giặt sấy công nghiệp. Xin chào, cảm ơn mọi người đã xem video này.